Sáng nay ngày 29 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo khoa học 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan trung ương. Được tổ chức trong tháng 8 lịch sử, hội thảo có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội ý chí quyết tâm thực hiện di nguyện của Người, khẳng định niềm tin mãnh liệt vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, hội thảo khoa học 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan trung ương là hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng và cần thiết để tưởng nhớ tri ân công lao trời biển và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện chỉ thị 05 và kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trực tiếp là trong cán bộ, đảng viên các cơ quan trung ương. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô cùng quý giá ở tầm cương lĩnh của Đảng, một bảo vật quốc gia, kết tinh tình cảm và tâm huyết suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, tận trung tổ quốc với Đảng, tận hiếu với nhân dân, hội tụ trí tuệ lỗi lạc, thể hiện sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách mẫu mực, trái tim nhân ái bao la của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, 55 năm qua, tư tưởng và di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh. Chủ tịch mong muốn, thông qua hội thảo, chúng ta nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị một số nhiệm vụ hành động cụ thể để thực hiện tốt di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, cấp ủy và tổ chức đảng, khối các cơ quan trung ương. Hội thảo thu hút 109 bài tham luận, tập trung phân tích, nghiên cứu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những góc độ, khía cạnh đa dạng, nhiều chiều, xuất phát từ vị trí, lĩnh vực hoạt động, nghiên cứu khác nhau, làm sâu sắc thêm giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại của bản di chúc, đồng thời làm rõ những thành tựu, bài học kinh nghiệm và ý nghĩa định hướng trong di chúc đối với cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan trung ương.